Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin số và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hơn 71% thủ tục hành chính thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, liên thông điện tử thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi. Chợ dân sinh ứng dụng công nghệ số. Sau đây là nội dung chương trình. Việc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06 đã mang lại những kết quả cụ thể, thiết thực. Đến nay, hơn 71% thủ tục hành chính đã được cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia với hơn 4.500 dịch vụ công trực tuyến được thực hiện. Đến nay, cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 4.510 dịch vụ công trực tuyến, chiếm 71,7% tổng số 6.287 thủ tục hành chính. Trong đó có 3.688 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Hiện tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ở địa phương đạt 47,8%, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2023. Ở bộ ngành đạt 49,4%, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến ở bộ ngành đạt 24,11%, ở địa phương đạt 43,11% trên tổng số hồ sơ có yêu cầu nghĩa vụ tài chính. Đến nay, đã có 15 trên 22 bộ ngành đã hoàn thành công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Trong đó, riêng việc cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án số 06 đã giúp hàng năm tiết kiệm cho nhà nước xã hội gần 3.500 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai tăng phí, tử tuất. Các thông tin trong tờ khai điện tử quy định tại nghị định này đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, hệ thống thông tin có liên quan, được phần mềm dịch vụ công liên thông điền tự động. Hồ sơ đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp mai táng, tử tuất được đồng bộ về phần mềm nghiệp vụ của các bộ ngành có liên quan. Nghị định quy định người nộp hồ sơ truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dịchvucong.gov.vn hoặc trên ứng dụng VNEID, lựa chọn mục dịch vụ để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo quy định. Theo Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tháng 5, Trung tâm đã ghi nhận trên 124.700 địa chỉ website giả mạo cơ quan, tổ chức. Các đối tượng sử dụng website giả mạo để lừa đảo, gây thiệt hại cho người dân trên không gian mạng, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu của chính cơ quan tổ chức bị giả mạo. Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia cũng đã phát hiện 71 website giả mạo thương hiệu với mục đích lừa đảo được phát tán trên không gian mạng. Hệ thống giám sát kỹ thuật của trung tâm đã ghi nhận có trên 89.300 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin tại các máy chủ, máy trạm, hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức nhà nước, đồng thời ghi nhận 12 lỗ hổng mới được công bố, có mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc cao có thể bị lợi dụng để tấn công khai thác vào các hệ thống của các cơ quan tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các ban quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực khai thác, vận hành và kinh doanh, tạo điều kiện cho tiểu thương và người tiêu dùng tiếp cận các phương thức thanh toán hiện đại, đảm bảo an toàn, góp phần xây dựng văn minh thương mại. Thực hiện kế hoạch số 129 ngày 16 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025 trên địa bàn thành phố, Ban quản lý chợ Tê Thành đã xây dựng mô hình chợ thông minh giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt, kích thích hoạt động mua sắm, góp phần xây dựng văn minh thương mại. Theo đó, Ban quản lý chợ đã phối hợp với doanh nghiệp Viettel và các ngân hàng hỗ trợ các hộ tiểu thương cài đặt ví điện tử, hướng dẫn cách thức thanh toán trực tuyến thông qua một số ứng dụng như Viettel Pay, VNPay, Momo. Sau đó, các thành viên trong mô hình sẽ tiếp tục hướng dẫn vận động các tiểu thương trong chợ cùng tham gia thực hiện. Mục tiêu của mô hình là nhằm tạo thói quen giao dịch không dùng tiền mặt trong các hoạt động mua bán cho người dân, theo xu hướng hiện đại.
Ban quản lý của chợ đã tuyên truyền, cũng như là tuyên truyền để cho các tiểu thương ở chợ có thể là mở được một cái tài khoản uy tín để có thuận tiện trong giao dịch giữa người mua và người bán. Và trong quá trình sử dụng thì tôi cảm thấy là cái mã quét này là rất là nhanh, thuận tiện cho người mua và bán và tạo nên cái văn minh thương mại ở trong chợ. Thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng phổ biến ở các chợ truyền thống. Các tiểu thương cũng đang dần bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số. Nhiều tiểu thương đã áp dụng số hóa trong thanh toán các giao dịch và bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Việc áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ không chỉ thuận tiện cho người mua hàng, mà còn hỗ trợ các tiểu thương thuận tiện trong việc thanh toán các khoản chi phí như tiền thuê mặt bằng, thuế, phí vệ sinh, bảo vệ cho ban quản lý chợ. Hiện đã có trên 80% các quầy hàng kinh doanh đã có mã QR để thanh toán. Thậm chí, một quầy còn có từ 2 đến 3 mã của các ngân hàng khác nhau. Điều này đã mang lại nhiều tiện ích như giảm rủi ro tiền giả, tiền sách, dễ dàng quản lý tiền bạc, thanh toán nhanh chóng, tiết kiệm thời gian đối với cả người bán và người mua. Ngoài ra, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực chợ, đảm bảo an toàn tài sản cho tiểu thương và người dân khi đến kinh doanh mua bán, các ban quản lý chợ đã triển khai thực hiện mô hình camera giám sát. Toàn bộ hệ thống camera đều được lắp đặt tại các chốt của ban quản lý chợ, có phân công cán bộ quản lý giám sát toàn diện, kịp thời phát hiện và nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp sai phạm, tạo niềm tin cho tiểu thương và người tiêu dùng. Triển khai cái công nghệ kỹ thuật số đó. Cái việc thứ nhất trong các quản lý này, toàn bộ là cái về chi phí, cái quản lý nhân lực nó giảm đáng kể. Cụ thể là khoảng là tầm 4 đến 50% về cái nhân sự trong khi làm việc khi mà chưa phát triển công nghệ số. Cái thứ hai nữa là nó sau cái thời gian phát triển công nghệ số đó, một là công tác quản lý, thứ nhất là nó bao quát được cơ bản là cái vấn đề hoạt động chợ, vấn đề an ninh trật tự và công tác phòng cháy chữa cháy. Cái thứ hai nữa là qua cái kỹ thuật số đó, nó lưu lại những các hình ảnh rồi các cái sự kiện cần thiết nếu như mà các cái vấn đề có liên quan. Sắp tới là triển khai cái cuộc cách mạng công nghệ 4.0, tại thứ nhất là về cái vấn đề mà không dùng tiền mặt tại các trung tâm rồi các cái siêu thị, rồi thanh toán cả khi mà mua bán trao đổi. Thì cái này tôi nghĩ là nếu mà làm được đó là cũng hiện nay đã và đang làm rồi. Thì thực tại mà nói là thứ nhất nó an toàn với người dân, thứ nhất về phần tài sản, khi đi chợ thì không cần nhiều, chỉ có còn bằng cái điện thoại thông minh thì giao dịch mua bán là tất cả các mặt hàng. Để đảm bảo cái an ninh trong cái thanh toán bằng không qua tiền mặt ấy, thì chúng tôi cũng đã đầu mối với các nhà mạng là phải cung cấp cái dịch vụ tốt nhất, đảm bảo uy tín chất lượng cho cái người dùng. Cho nên là từ khi mà chúng tôi triển khai cái này ra thì tất cả các cái nội dung liên quan đến thanh toán không có vấn đề gì trục trặc cả. Thế nên là chúng tôi cũng đang yên tâm với cái dịch vụ của nhà mạng cung cấp cho các tiểu thương ở chợ. Việc phát triển của mạng Internet đã tạo điều kiện cho nhiều nông dân, hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã có thêm cơ hội mở rộng thị trường cho các sản phẩm nông lâm thủy sản. Đặc biệt, sự xuất hiện của các gian hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử đã và đang giúp sản phẩm nông sản của Thanh Hóa đến với người tiêu dùng một cách thuận lợi, nhanh chóng. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 5.500 tài khoản hoạt động trên các sàn thương mại điện tử, 188 website bán hàng được duyệt, trên 10.000 hộ sản xuất kinh doanh được đào tạo kỹ năng số và kỹ năng hoạt động trên không gian mạng. Gần 500 sản phẩm nông sản của Thanh Hóa đã được đưa lên sàn bán hàng trực tuyến. Các sản phẩm của tỉnh tham gia sàn thương mại điện tử ngày càng phong phú, đa dạng. Tuyên truyền hướng dẫn để cho các cái tiểu thương, các cái hộ dân, ban quản lý chợ là hiểu và nhận thức được về cái tầm quan trọng của cái chuyển đổi số, đang bắt đầu hình thành cái việc là không sử dụng cái tiền mặt và đang xây dựng cái phần mềm để quản lý, vận hành, khai thác chợ. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu có 80% người dân khu vực nông thôn từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng. Tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt từ 20 đến 25%. Với những hiệu quả thiết thực từ các dịch vụ ứng dụng số trong thương mại điện tử khu vực chợ dân sinh đang dần trở nên phổ biến với nhiều tiện ích thiết thực, đã và đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của người tiêu dùng. Điều này sẽ góp phần từng bước xây dựng xã hội số, kinh tế số, đáp ứng mục tiêu chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Bản tin số và công nghệ xin tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.